Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với khóa học tiếng Nhật online N5 dành cho người mới bắt đầu hoàn toàn miễn phí tại website dạy tiếng Nhật online dungmori.com. Và trong clip này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm thế nào để có thể học và sử dụng một cách hiệu quả nhất khóa học này nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu học tiếng Nhật với việc học hai bảng chữ cái cơ bản là Hiragana và Katakana cùng với thầy Dũng Mori. Trước giờ, đây vốn là điều làm khó rất nhiều bạn khi mới học tiếng Nhật phải không nào? Chữ gì mà lằng ngoằng, lại còn biết bao nhiêu là mặt chữ, rồi âm ghép, âm ngắt. Nhưng bạn yên tâm, với phong cách giảng bài vô cùng hài hước, cách truyền tải sáng tạo, chắc chắn giờ học của thầy Dũng sẽ mang lại cho bạn một khởi đầu tràn đầy thú vị và hấp dẫn. Các nhìn thấy nhá. Thứ nhất là chúng ta sẽ kéo ngang hàng này nhé. À, thế nào? Hai, cái thứ hai này, kéo xuống. Các nhìn thấy nó giống cái gì nhỉ? Nó thanh kiếm đó. Kiếm. Thanh kiếm đúng không? Này, ba, cái nét này con để nhá, ở góc này. Để cái góc này đây, góc này. Đấy, thấy chưa? Đây giống con cá, giống con cá gì này. Viết thêm đây tí, mắt được. Thanh kiếm đâm vào con cá. Nó kêu a rồi. Thế là chúng ta được chữ A. Thế nào? Sau khi thành thạo hai bảng chữ cái này, chúng ta sẽ vào học kiến thức thực sự của N5. Khóa học N5 trên Dũng Mori sẽ được chia ra làm 25 bài theo các chủ đề nhất định. Lượng kiến thức sẽ tương đương với nội dung giáo trình học tiếng Nhật đang được rất nhiều người tin dùng là Minano Nihongo. Và trong mỗi bài giảng, các bạn sẽ được học đầy đủ toàn bộ các kỹ năng. Thứ nhất là từ vựng. Mỗi bài học sẽ được mở đầu bằng các clip phát âm chuẩn bản ngữ theo từng bài do cô Yuka phụ trách. Và mỗi từ vựng sẽ được kèm thêm cả hình ảnh để các bạn có thể nhớ từ vựng một cách dễ dàng hơn. Tiếp theo là ngữ pháp. Phần quan trọng nhất trong mỗi bài học này sẽ do thầy Dũng Mori đảm nhận. Cách giảng dạy chi tiết, gần gũi, chắc chắn sẽ giúp các bạn nghe một lần là hiểu hết luôn. Mỗi video bài giảng đều có các bạn học viên đi cùng để tạo được không khí, không gian giống như chúng ta đang học ở một lớp học thực sự vậy. Đồng thời, bằng việc tạo thêm thời gian cho học viên trong clip đặt câu, mỗi người học chúng ta cũng có thể tự đọc và đặt câu theo yêu cầu trong bài giảng của giáo viên và nhìn thêm được những lỗi sai từ các bạn học viên trong thực tế để tự điều chỉnh cho chính bản thân mình. Bên dưới mỗi bài giảng sẽ có ngay bài tập ứng dụng phần kiến thức mà chúng ta vừa mới nghe giảng. Và có một bài giảng vô cùng đặc biệt, đó là những bài giảng về Minna nâng cao do thầy Dũng và cô Thanh đảm nhận. Đây sẽ là các bài học kiến thức mở rộng hoặc là những kiến thức đưa thêm từ thực tế do thầy Dũng, cô Thanh hướng dẫn cho chúng ta nhé. Tiếp theo là phần hội thoại. Cô Yuka và thầy Shimakawa sẽ đồng hành với các bạn. Sau khi học xong từ vựng, ngữ pháp của bài đó, các bạn có thể luyện hội thoại được ngay. Điều thú vị là hai thầy cô giáo người Nhật sẽ giúp các bạn phát âm chuẩn từ vựng, chuẩn câu, tự nhiên theo đúng ngữ điệu của người Nhật. Và các bạn cũng đừng quên đọc theo những ví dụ và tự luyện tập trả lời trước mỗi câu hỏi của thầy cô trong clip nhé. Tiếp theo là phần nghe hiểu. Chúng ta sẽ làm bài nghe trực tiếp trên trang học online và sau mỗi bài nghe đều có ngay đáp án bên dưới để chúng ta có thể check được. Kim-san wa nani o shimasu ka? Tiếp theo là về đọc hiểu. Từ bài số 6 trở đi, thầy Nghĩa sẽ là người đồng hành cùng với các bạn. Thầy Nghĩa vốn là một thầy giáo được rất nhiều học sinh vô cùng yêu quý vì sự nhiệt tình và thú vị trong cách giảng dạy. Cam đoan là sau mỗi bài đọc hiểu này sẽ chẳng còn ai cảm thấy sợ một bài văn dài toàn chữ là chữ nữa đâu nhé. Tiếp theo là về chữ Hán. Chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với chữ Hán từ bài số 4 với bài nhập môn chữ Hán. Bài số 5 là bài giới thiệu về 185 bộ thủ. Và từ bài số 6 trở đi, khi đã có được một lượng từ vựng nhất định, chúng ta sẽ làm quen với những chữ Hán đầu tiên. Phần chữ Hán này sẽ do cô Thanh giảng dạy. Mỗi chữ Hán, cô Thanh sẽ đưa ra cho các bạn những câu chuyện vô cùng thú vị để có thể nhớ từ vựng một cách dễ dàng. Kèm theo đó là các ví dụ từ vựng có chữ Hán xuất hiện trong sách Minano Nihongo cực kỳ dễ hiểu. Bằng kinh nghiệm giảng dạy online, khả năng tạo sức hút qua mỗi video cùng phong cách truyền đạt kiến thức tự nhiên, mình tin chắc rằng các bạn sẽ có một trải nghiệm học chữ Hán không hề khô khan và có nhiều cảm xúc hơn ở trên website tiếng Nhật dungmori.com. Sau mỗi bài giảng của cô Thanh ở bên dưới, chúng ta sẽ được làm bài tập ứng dụng ngay để mình có thể xào đi xào lại kiến thức mà chúng ta vừa mới học, vừa mới nghe giảng của cô Thanh nhé. Và để kiểm tra xem bạn đã nắm được bao nhiêu phần trăm kiến thức thì chúng ta hãy cùng nhau xem bài test tổng hợp này nhé. Bài test này sẽ có đầy đủ test chữ Hán và test ngữ pháp. Sau khi mình làm bài thì chúng ta sẽ có một động tác, đó là nộp bài và check lại đáp án ngay lập tức, xem mình đúng bao nhiêu câu, sai bao nhiêu câu. Tiếp theo, chúng ta có thể nhìn thấy sau 25 bài học này là một phần thi thử GLPT. Ở trên website, Dũng Mori đã chuẩn bị cho các bạn các bài thi thử với đầy đủ các kỹ năng từ vựng, chữ Hán, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu tương đương với một đề thi thật của GLPT. Và tất nhiên, với mỗi đề thi này chúng ta có thể làm trực tiếp ngay trên web và check đáp án ngay tại website sau khi làm bài.
Như vậy với tổng là 150 clip với độ dài mỗi clip từ 5 phút đến 1 tiếng đồng hồ, chắc chắn các bạn sẽ làm được những điều như sau. Thứ nhất, đó là thành thạo bảng chữ cái. Thứ hai, chúng ta sẽ rất giỏi về phần phát âm từ vựng, chuẩn câu, tự nhiên theo đúng ngữ điệu của người Nhật, từ đó hình thành được thói quen phát âm về sau này. Thứ ba, chúng ta sẽ nắm được cực kỳ chắc ngữ pháp và giỏi hơn về chữ Hán. Và cuối cùng, chúng ta có thể hoàn toàn thành thạo được giao tiếp cơ bản hàng ngày. Và đặc biệt, các bài giảng trong khóa học Dũng Mori Online N5 sẽ giúp các bạn không còn sợ tiếng Nhật nữa, và ngược lại, còn bồi đắp cho các bạn thêm tình yêu tiếng Nhật ngay từ những bài học đầu tiên. Và câu nói của chúng mình là N5 Dũng Mori, nơi tình yêu tiếng Nhật bắt đầu.